Không đó, Tôn Ngộ Không. Hôm nay sẽ trao cho cái gậy như ý cho bé Khang nha. Đó. Đó, thấy cái gậy này được không? Hít cái gậy này không? Đó. Thì hôm nay lên trao lại cái gậy như ý cho bé Khang đó. Bài 1 2 3 quăng lên nha. Rồi. Ok, và bây giờ bé Khang sẽ thử cái gậy như ý mà Ngộ Không mới tặng cho bé Khang nha. Ok, bắt đầu. Ồ, trời ơi, đúng rồi đó. Em tên là tên. Hello mọi người, và hôm nay mình đang ở gần nhà của bé gì? Bé gì bên này ta? Bé Khang, đúng rồi. Nói chung là lên gặp nhiều lần rồi mà giờ chưa nhớ tên. Bây giờ đó, hôm nay lên đây thì xong, hôm nay là sinh nhật của bé Khang. Xong cái bắt đầu mình lên. Hả? Chứ con biết nhà bé Khang không? Wow, no. Bé Khang ổng thật á. Bé Khang Tôn Ngộ Không á, biết không? Bé mà làm Tôn Ngộ Không á. Ở đây có ai làm Tôn Ngộ Không không? Ủa kỳ vậy ta? Con thấy Ngộ Không nhí đâu không? Không biết Tôn Ngộ Không không? Con có coi kênh YouTube Tôn Ngộ Không không? Biết Tôn Ngộ Không Việt Nam không? Hả? Không biết luôn kỳ á. Ờ, bây giờ chú đang đi tìm Ngộ Không. Rồi con. Ở đây là Việt Nam. Ở đây Việt Nam luôn hả? Chú tưởng ở Mỹ chứ. Rồi bye bye mấy con nha, bye 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 bye. Yeah, mấy mốt lên kênh YouTube Tôn Ngộ Không coi clip của mình nha. Lên kênh YouTube Tôn Ngộ Không Việt Nam. Giờ bye bye nha. Chú năm nay hơn 70 tuổi mà chú chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đó, thì đang trên đường đi thì gặp mấy bé. Bé, bởi vì đang nói chuyện cái thấy mấy bé nhìn quá nên mình mới nói. Thì hôm nay nói chung là bé Khang thì mấy bữa tan cũng đã đến nhà bé Khang một lần rồi, là do là thấy bé Khang rất là đam mê Ngộ Không mà có tặng cho bé Khang bộ đồ. Và hôm nay là đến đây để đi vô nhà bé Khang tặng quà sinh nhật cho bé Khang nha. Rồi tới rồi nè. Mở cửa, mở cửa. Có ai ở nhà không? Rồi đó. Ngộ Không xuất hiện. Có bé Khang ở nhà không chú? Dạ. Sẽ vô tham quan nhà bé Khang nha. Chú khỏe không chú? Khỏe. Hôm nay chú ở nhà mình hả? Có cô ở nhà không? Cô ngủ. Chú đang làm gì chú? Đang sửa đồ cho mấy anh em đây. Chú Sang đang làm đạo cụ. Đó. Rồi bây giờ để coi coi bé Khang ở nhà là vẽ cái gì đây. Đó, đây là những cái hình mà bé Khang vẽ nha mọi người. Đó. Vẽ nhìn ai giống mình quá ta. Khang ơi. Ngộ Không đâu ơi. Đó. Trước tiên đợi bé Khang xuống thì đây khám phá đây là cái những tấm hình này của. Hello. Phải không? Rồi. Bữa giờ nghe nói hôm nay sinh nhật con đúng không? Dạ. Hôm nay là nghe nói sinh nhật con là chú Sang lên nhà con chơi tặng quà chịu không? Dạ. Mấy cái hình này là con vẽ hả? Đâu cho chú coi mấy cái hình mà con vẽ đi. Đâu có những hình nào? Đâu. Đó. Còn cái nào nữa không? Còn giấu đâu nữa không? Mở ra. Rồi để coi coi. Em mở áo nóng quá. Giờ để dẹp áo. Đâu đâu đâu, đi đâu hả? Đi kiếm thêm hả? Còn không? Lẹ đi. Tay bù xù hết trơn rồi. Rồi. Đâu còn cái nào nữa? Rồi đem vô đây. Ở đây hai chú cháu mình coi nè. Rồi. Sáng không? Sáng không? Quay cho mọi người coi nha. Đây. Đây là hình chư bất giới. Đó. Hình Phật tổ Như Lai. Đây là ai? Ai vậy? Đó, Tôn Ngộ Không. Đó, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, Sa Tăng. Thiếu ai nữa ta? Sư phụ đâu? Có vẽ sư phụ không? Giờ lấy cái bộ kia xuống luôn. Lấy mấy cái đó xuống luôn cho mọi người xem.
Đây đây, những tấm hình này là do bé Khang vẽ luôn nha mọi người. Thì bé Khang rất là thích nhân vật Tôn Ngộ Không đó. Rồi bé Khang ở nhà là rảnh là cứ vẽ hình đó. Đây coi coi. Tượng đó, thần tượng đó. Nặng tượng Tôn Ngộ Không. Có nặng tượng đó hả? Đâu? Mà cái kiểu đứng này giống như Tôn Ngộ Không mà màu hồng à. Đây, đâu coi còn không? Đó. Đây. Hình này anh này, đây là ba thầy trò. Đây là những hình con vẽ hết luôn hả? Bình thường con vẽ cái hình vậy mất bao lâu? À, một cái tấm hình vậy con vẽ là thời gian bao lâu? 1 tiếng hay là 10 phút hay là nửa tiếng? Mấy phút. Mấy phút mà hả? Bây giờ con vẽ một tấm hình cho mọi người, tặng cho mọi người được không? Vẽ một tấm tặng cho mọi người đi. Ok nha. Rồi ok, bây giờ bé Khang chuẩn bị tờ giấy đi. Rồi mọi người ơi, bây giờ bé Khang sẽ lấy một cái tờ giấy nha, để vẽ một cái tấm hình tặng cho mọi người. Tại nhiều khi người ta nói là cái này là ba vẽ. Nhiều khi tưởng là ba vẽ, nhưng mà bé Khang vẽ nên là đang nghi ngờ. Để coi, coi bây giờ bé Khang sẽ tự tay vẽ một tấm hình Tôn Ngộ Không để dành tặng cho mọi người đang xem trên kênh YouTube của Sang nha. Rồi bây giờ đợi xíu đi. Hay đây, đợi xíu đi quay cho mọi người xem nha. Đó. Ủa rồi ok mọi người, và bây giờ là Khang đang chuẩn bị nha. Đợi xíu nha. Lấy tờ giấy đi. Thấy tóc này lạ mọi người. Đó, mới cắt tóc. Dũi tóc nữa, tóc thẳng luôn. Lâu quá không quay clip cho mọi người xem. Rồi trong lúc mà bé Khang chuẩn bị thì Sang sẽ quay những quay kỹ là những tấm hình bé Khang vẽ nha. Đây. Tè 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 tè. Đó, đây là hình Tôn Ngộ Không. Rồi bây giờ sẽ coi đó. Đó. Nói chung là phải đam mê lắm và phải thích lắm mới vẽ được như vậy nha. Đó, đây. Đó, bé Khang có vẽ tặng cho Sang tấm hình này nè mọi người. Đó. Và cũng hôm nay là sinh nhật của bé Khang nên là hôm nay lên đây mình tặng cho bé Khang một món quà, và cũng cho bé Khang tặng lại cho mọi người một món quà luôn. Đó. À, đây là những tấm hình bé Khang nha, ở nhà rẻ rất là đẹp. Nói chung là đó, nhìn đó. Càng ngày là càng tiến bộ nha. Đó. Đó, tổ Như Lai. Xong chưa, xong chưa? Mọi người đợi nè. Rồi ok, bây giờ sẽ chờ đợi coi bé Khang vẽ nha. Giờ bây giờ con vẽ hình ai? Chưa bất giới rồi. Chưa bất giới hả? Con nói chung là trong bốn thầy trò con thấy ai mà con vẽ nhanh mà đẹp lẹ thì con cứ vẽ nha. Ok, rồi bây giờ bé Khang sẽ vẽ hình Chu Ba Che chưa bất giới nha. Rồi có gì tặng cho bác giới luôn. Lát nữa về tặng cho bác giới luôn. Rồi bắt đầu nha. Bắt đầu 1, 2, 3, vô. Cứ từ từ thoải mái nha. Rồi. Nãy giờ bé Khang vẽ hình như nãy giờ cũng gần 5 phút rồi nha. Thì theo Sang mà biết thì có thể là trong vòng 10 phút là bé Khang vẽ được một cái hình này. Đó. Thì nãy giờ trong vòng 5 phút là bé Khang đã vẽ mà gọi là gần hoàn thành rồi, 80% rồi. Đó. Còn cái vòng nữa với lại tôn màu nhẹ nhẹ xíu là ok rồi. Dạ. Ok, nãy giờ là 5 phút nữa rồi. Bây giờ để coi kết quả bé Khang vẽ được tới đâu rồi nha mọi người. Đây, quay lại nha. Là... rồi. Đây. Gần xong rồi, sắp xong chưa con? Sắp xong chưa? Rồi. Thêm làm thêm xíu nữa nha. Bức giới này là hơi ốm nha. Bức giới này chắc là hơi ốm xíu, do vẽ cũng hơi gấp nha mọi người.
nếu mà có thời gian bé Khang sẽ vẽ còn đẹp hơn như vậy nữa đó. Nói chung là vậy là cũng quá ok rồi đó. Rồi đây, rồi đây, đây đây là tấm hình bé Khang mới vẽ xong cho mọi người đó. Rồi hôm bữa giờ là ở nhà mình tập luyện sao rồi hả? Bây giờ mình tập luyện sao rồi? Ổn rồi phải không? Rồi có biểu diễn cho mọi người xem thử được chưa? Rồi ok. Quay được. Xong chưa, xong chưa? Giờ bây giờ bắt đầu biểu diễn cho mọi người xem nha. Rồi. Trời ơi, Ngộ Không bị đè sập lép rồi. Rồi. Rồi, ok mọi người, và bé Khang đã chuẩn bị xong rồi đó. Nãy giờ vô chuẩn bị cái áo tròn rồi nè. Đó, bình thường là mặc đồ Ngộ Không nữa mà hôm nay mặc cái áo tròn thôi. Sẽ biểu diễn cho mọi người xem và bữa giờ coi tập luyện như thế nào rồi nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha. Ok. Rồi bắt đầu ra sao? Rồi, bắt đầu chuẩn bị ra sân khấu nha. Lấy đi anh xem mình nè. Và hôm nay bé Khang sẽ biểu diễn một tiết mục ảo thuật trong Ngộ Không. Bắt đầu vô. Rồi ra diễn đi. Đó. Rồi để từ từ đeo cái mic rô vô đó. Đó, đeo cái mic rô vô. Rồi ok. Đó. Rồi. Giờ làm gì ta? Giờ phải có biến cho cây gậy như ý nó mới ghê nha. Đó. Rồi biến cho cây gậy như ý đi. Rồi, biến cái gậy nhí, nhanh lên, nhanh lên. Vô lấy cái gậy liền. Đó, biến chưa? Quên. A few moments later. Bức cộng lông coi, bức cộng lông. Rồi, làm gì vậy? Bức gì trong đó vậy? Rồi, bây giờ. Thôi, đi đỡ xíu nha. Rồi. Rồi lỡ rồi biết luôn. Rồi ok, làm lại cho mọi người. Ok. A few moments later. Bắt đầu 1, 2, 3 vô. Ông chưa ngủ không ơi? Ngươi lại quát phương nào? Hả? Ngươi lại quát phương nào? Hả? Tao mới chích là Mỹ Hậu Dương đây. Rồi bây giờ ai có cây gậy như ý mới là Mỹ Hậu Dương nè. Giờ lấy cây gậy ra đi. Bây giờ đâu? Mình cũng quên chuẩn bị rồi. Bây giờ bạn có cây gậy không? Đó lấy ra đi. Nhanh lên. Làm gì vậy? Gãi. Rồi lấy ra. Đây. Ui lộn. Damn. 2, 3. Làm lỡ. 3. Quá dữ quá dữ. Rồi bây giờ múa gậy nè. Ngươi múa gậy được không? Ngươi muốn gậy được không? Rồi múa gậy được. Bây giờ múa đi, đổi gậy múa nè. Đâu cái gậy đâu. Rồi ok bắt đầu. Đó. Bắt đầu nha. Ừ.
Rồi mở cái áo tròn vô luôn, mở cái áo tròn vô luôn cho muối cho dễ nè. Rồi mở ra. Rồi. Ok. Rồi đúng rồi, đây mới chính là Mỹ Hậu Dương rồi mọi người ơi. Đó, nói chung là nãy giờ mình thấy là muối gậy là biết là Mỹ Hậu Dương rồi. Nói chung là Mỹ Hậu Dương nhí nha, là tôm hộ không Việt Nam nhí nha các bạn. Đó. Giờ bây giờ lên giờ đi thỉnh kinh tiếp không? Rồi đi lên xe, đi thỉnh kinh rồi đi lên. Rồi đứng đây thôi nha, xe nhỏ lắm. Đó. À, rồi ok, bye bye nha. Nói chung là hôm nay là lên xem bé Khang diễn thì có một cái phần quà tặng sinh nhật cho bé Khang đó. Rồi. Đây. Đây là cây gậy như ý nha, cây gậy như ý này đó. Đây, cây gậy như ý là hô. Ui da. Đó, thấy cây gậy này ghê chưa? Đó, cầm đó. Rồi đây, cây gậy này nè, cây gậy này đứng vậy nè, đó. Rồi nè, đó. Hôm nay sẽ trao cho cây gậy như ý cho bé Khang nha đó. Đó, thấy cái gậy này được không? Thích cái gậy này không? Đó. Thì hôm nay lên trao lại cái gậy như ý cho bé Khang đó. Nhớ. Rồi và hôm nay bé Khang là tôm ngộ không nha. Đó, bé Khang là tôm ngộ không Việt Nam nhí nha mọi người, nhớ ủng hộ cho bé Khang nha. Thì bé Khang cũng đang tập luyện rất là kỹ và sắp tới là bé Khang sẽ đi biểu diễn cho mọi người xem luôn. Rồi bây giờ thử, bây giờ mình có cái gậy này, mình múa bằng cái gậy này coi. 1 2 3 quăng lên nha. Rồi. Ok, và bây giờ bé Khang sẽ thử cái gậy như ý mà ngộ không mới tặng cho bé Khang nha. Ok, bắt đầu. Trời ơi, đúng rồi đó. Em tên tên tên. Rồi, múa lại cái nữa nè. Ok, đã quá đẹp luôn. Ok. Rồi con bye bye mọi người. Con cảm ơn mọi người đã xem video của con. Của con rồi chú Sang. Của chú Sang. Thì hôm nay nói chung là Sang có đến nhà của bé Khang. Thì hôm nay là sinh nhật của bé Khang, là có tặng cho bé Khang một cây gậy như ý này. Thì nói chung là bé Khang rất là thích cái một tôm ngộ không, thì các bạn cũng thấy đến nhà bé Khang thấy bé Khang vẽ hình tôm ngộ không nè, vẽ hình đất giới, vẽ hình bốn thầy trò đồng tăng. Nói chung là rảnh là vẽ giống như nói chung là giống như mình lúc mà mới đầu mình làm như một tôm ngộ không, trời mình đam mê, mình tìm tòi, mình lúc nào cũng nói chung là mình không biết vẽ thôi, mình vẽ thì xấu thôi, nhưng mà đó, nói chung là mình thấy một cái bé nhỏ mà cũng đam mê nhân vật ngộ không giống mình rất là vui, nên là thì hiện tại là cũng đang tập luyện cho bé Khang. Nói chung là sau này có thể là bé Khang á, mình già có bé Khang thay thế làm ngộ không giùm mình. Rồi, bye bye mọi người nha. Mọi người nhớ bấm like và subscribe kênh YouTube của ngộ không. Sắp tới thì để sẽ bé Khang phải tập luyện giỏi hơn nữa nha, để chú lên nhà con rồi quay video cho mọi người xem theo dõi nha. Rồi con bye bye mọi người đi. Bye bye. Ok, bye bye mọi người. Và bây giờ Sang cũng về, nói chung là cũng trễ rồi, và hôm nay cũng là ngày chủ nhật. Thì đến với bé Khang chơi thì tặng cho bé Khang cây gậy như ý này nè. Đó. Rồi tặng thêm một món quà nữa, lát nữa bí mật để coi có để đây không. À, thôi để lát vô trong tặng thêm món quà nữa nha. Ok, bye bye mọi người đi. Vô. Bye bye. Ơi. Nè Khang. Nè, cái này cho tiền ăn bánh nè.
Rồi, bye bye. Yeah.